Ông anh của tôi ông vừa mới mua con dê chó ở dưới biển về ăn mấy bạn. Giá 1.000.000 đồng 1 ký cho một con dê chó như vậy. Nghe đồn là nó ngon gấp 5 lần con cua biển. Trời đất ơi, nó y chang con dê chó mấy bạn ơi. Không khác dê chó xíu nào trơn trọi. Mà có điều là nó bự gấp 1.000 lần dê chó thôi. Nó dê chó không ai dám ăn. Đây mấy bạn xem nè, cái lưng nó nha, ở bên ở trong chân nó nè. Trời đất ơi, đó giờ tôi mới lần đầu tiên thấy cái con này luôn. Lấy cho một tí với hai chú mèo nó mè đi. Ủa, con mắt của nó kìa. Chẳng đẹp anh luôn nha. Nhìn nó giống mấy cái con mà mấy bộ phim mà quái vật ngoài hành tinh rồi vũ trụ rồi đó mấy bà. Trời đất ơi, thấy ghê chưa? Bữa em biết đó, nó mới kêu cái gì? Ăn này xong rồi thành quái thú luôn. Ai, 2.500.000 hả? Trời đất ơi, cái con quỷ này 2.500.000. Em đang nằm giọng đưa cọt kẹt thì ông anh hai của em phóng vô, nó hà ơi, anh mới mua cái con bọ biển kìa, mày vô mày quay đi. Thì nó, ủa con bọ biển là con gì? Đâu đó vô coi coi. Trong đầu em là liên tưởng là nó giống cái con Sam thôi. Ai nhà thấy nó y chang cái con dê chó gì đó. Thì nó, ủa, trời đất ơi, ông mua con này nhiêu tiền vậy? Cái ông nói 2.500.000. Tôi nói trời đất ơi, hết chuyện bỏ 2.500.000 ra đi mua con dê chó vậy ông nội. Nhưng mà không ngờ, tôi tưởng đó ông nói chơi mà nó thiệt nha mọi người. Anh hai mình nói là lúc ở trong hồ thì nó nhỏ thôi, mà không ngờ bắt ra cân nó nặng như vậy. Tìm hiểu thêm một hồi thì mới biết cái giá này rẻ rồi, tại vì có lúc nữa nó lên tới 2.000.000, 2.000.000 mấy cho 1 ký luôn. Cái cách mà mần thì cũng dễ lắm, chỉ cần móc cái ruột này ra thôi. Mà em đang rất là thắc mắc luôn, tại sao trong bụng nó lại nhiều nước như vậy, trong khi mấy cái video khác em coi người ta mần á thì đâu có nước vậy đâu. Bởi vậy tôi cũng hơi nghi ngờ nha. Ông anh ông hỏi chị bán là cái con này ăn làm sao thì chị bảo là chỉ cần hấp chín rồi ăn thôi. Nhưng mà mình có tìm hiểu thêm thì có nhiều người người ta nướng mỡ hành, bởi vậy sau khi hấp xong thì nhà mình có nướng sơ qua một chút xíu ở trong nha. Cái hồ kiến mình thấy nhỏ xíu à. Nó nói 1 ký, con này chắc chừng ký gì hơn vậy, ăn cho biết. Mấy bà nhớ coi tới cuối video để biết vì sao có giá 1.000.000 1 ký nha. Ăn cái con bọ biển này là phải có nước chấm hải sản mấy con. Đây là muối ớt xanh, còn đây là muối ớt đỏ. Ăn muối ớt xanh muốn hết cái hũ rồi. Hai cái loại muối này thì lúc nào nhà em cũng có luôn, tại vì nhà em mê ăn hải sản lắm, mà mỗi lần ăn hải sản mà đâm á thì cực có sẵn rồi, mình lụm ra mình quý hết luôn. Sản phẩm có trong giỏ hàng, mấy bà có cần á thì tham khảo trong giỏ hàng nha. Em tưởng đâu là có mình em dư mỡ thôi hả, ai dè cái con này nó còn dư mỡ hơn em nữa mấy bà. Ăn thử xem như thế nào nha mọi người. Như con này nó bị ốp rồi. Ủa thấy nó cũng nó ngọt. Người ta thấy sẵn rồi. Thịt nó có vị mặn mặn. Cay cay, phai phai, phi phi. Phần thịt thì thấy cũng bình thường, còn cái phần mà mỡ này nè, là mỡ hay là trứng? Ăn không trước à? Trứng mình ăn mỡ. Béo. Chậm thôi, đừng có nuốt, nuốt, đừng nuốt, ngưỡng nuốt liền. Chậm thôi. 500 gram. Mặn, nó có cái khỏi chấm muối luôn á. Nó có cái vị mặn rất là đặc trưng. Dưới mỡ hành lên nè. Mà sâu hơn miếng nữa coi. Béo, dưới sâu nữa là thịt, thịt của nó. Giống như trang cái phần ấy hà nè. Cái này là trứng nè. Chắc thôi, chắc thôi. Chắc thì thơm thôi. Rồi. Cũng ngon. Thời má đắt ngao hà. Cậu hai sau khi ăn xong cảm giác như thế nào? 2.500.000 rất là ngon nha. Rất là ngon. Ngon, ngon mà sao khóc quá. Con ăn cái này giống đồng trắng tính gà nướng. Đồng trắng tính gà nướng. Cái thịt nó ngon à. Kìa, ông ngoại thấy sao? Rất là ngon. Trời ơi, con ngoại thấy sao? Ok ok. Ngày ăn giống trứng gà chặt, ăn lòng trắng trứng gà. Trời ơi, giờ đi mua làm mới mua trứng gà. Mẹ ơi, cho nhậu đi. Có tựa tựa vậy nhưng mà lạnh như nó mềm hơn. Ừ, béo lắm. Nó béo béo hơn. Đây là tính thịt thật. Đây anh Khang thấy sao? Giống thịt gà hết. Thịt rất ngon. Không nhiều. Gấp mấy lần cũng thua. Chú không thử đi. Bố không đi. Bố không thấy sao? Trời ơi. Không ai dám chê hết luôn á. Nếu thấy sao? Béo quá. Béo quá. Xả quá mày ơi. Thật nha. Bà thấy sao bà hai? Ngon xuất sắc. Rồi để cậu Nhân thử xem như thế nào nè. Ủa còn có mình đó hả? Vậy hẹn gì phải rồi. Không có cơ hội để lựa. Rồi sao Nhân thấy sao? Như mình thấy ba con cua mình nó bán. Chơi đại đi chứ đừng giao bầu Khang nha. Bán hoài thì con cua từ từ nó không ăn. Không có cái lời luôn. Ngon giống thịt nữa.
chưa có cảm nhận được luôn. 30 năm nay mới thấy chùm béo nữa, nói chung là vẫn ok. Còn mà để nói lần nữa thì thôi chia tay. Đây là món ốc len xào dừa mà tí em rất là mê luôn. Còn em thì hết sức mệt mỏi mọi người ơi. Trời đất ơi, tôi hút tổng cộng 4 con không một con nào lên. Nhưng mỏi mở qua một con thì mệt quá. Mẹ mày nghe. Nó bị ngoẻo. Hơi mệt quá mệt. Tao thấy nó cũng bò đó mà. Đây là một trải nghiệm cười ra nước mắt của ông anh em về cái con bọ biển này. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là vui. Chắc là nó ốp cho nên người ta mới bán rẻ đó mọi người. Rẻ mà còn cỡ đó. Thôi kệ, mình ăn một lần cho biết. Chứ không dám ăn lần hai.